Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. 7 điều cần chuẩn bị trước khi tiêm vaccine mũi 3, dù là ai cũng nên biết. Kính thưa quý bà con, cô bác thân mến, sau khoảng thời gian tiêm mũi vaccine thứ 2 từ 4 đến 6 tháng, kháng thể chống virus COVID-19 sẽ suy giảm dần. Vì thế, việc tiêm nhắc lại, tiêm mũi 3 tăng cường nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh SARS-CoV-2. Vì thế, tiêm mũi vaccine tăng cường là rất quan trọng. Dưới đây là những điều cần chuẩn bị trước khi tiêm mũi 3 được Trung tâm Y tế Đại học Nebraska Lincoln của Mỹ công bố mà ai cũng nên lưu ý. Thứ nhất, đi tiêm theo đúng đợt được hẹn. Những đợt tiêm sẽ không có nhiều trên một địa phương, do vậy người dân nên đi tiêm theo đúng lịch đã được hẹn. Tuy nhiên, khi tiêm mũi 3 này sẽ gặp một số tác dụng phụ nhẹ trong vòng một ngày. Chính vì thế, những ai sắp có chuyện thi cử hoặc có việc gì quan trọng phải làm gấp thì có thể điều chỉnh chuyển lịch tiêm sang đợt khác. Các cuộc hẹn có thể có giới hạn, vì vậy tốt nhất nên đi tiêm vaccine đúng theo lịch hẹn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ nhẹ trong vòng 24 giờ sau đó. Vì vậy, hãy cân nhắc nếu như có kỳ thi quan trọng hoặc cuộc hẹn quan trọng. Thứ hai, mua sẵn thuốc giảm đau. Mua sẵn thuốc giảm đau hạ sốt trong nhà để tránh các tác dụng phụ như sốt hoặc đau đầu sau khi tiêm. Đây chỉ là những tác dụng phụ bình thường, cho thấy hệ thống miễn dịch của chúng ta đang phản ứng lại với vaccine nên không có gì là phải lo lắng nhiều cả. Hầu hết, mọi người dân sẽ đều gặp các tác dụng phụ nhiều hơn khi tiêm mũi 2 và mũi 3. Tuy nhiên, một điều các bác cần lưu ý là không được uống thuốc hạ sốt hay giảm đau trước khi tiêm nhé. Nó có thể gây ra tác dụng phụ khi tiêm vaccine. Thứ ba, mặc quần áo rộng rãi sao cho dễ tiêm. Khi đến điểm tiêm chủng nên mặc những loại quần áo rộng rãi, dễ vén tay hoặc xắn tay lên để y tá dễ tiêm và đỡ mất nhiều thời gian của người khác. Thứ tư, trước khi tiêm nhớ phải ăn thứ gì đó, không được để bụng đói. Trước khi tiêm hãy ăn hoặc uống gì đó vào các bác nhé. Một số người thể trạng yếu, dễ bị lo lắng, hồi hộp nên mỗi khi tiêm chủng xong thường sẽ thấy chóng mặt hoặc có cảm giác lâng lâng trong người. Ăn uống một chút gì đó trước khi tiêm sẽ làm mất đi tình trạng này. Đồng thời, trước khi tiêm nên hạn chế uống rượu bia, chất kích thích và tránh tập luyện thể dục thể thao cường độ cao các bác nhé. Thứ năm, nên tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 loại nào? Về vấn đề tiêm loại nào sẽ tốt trong mũi thứ 3, người ta đã nghiên cứu và cho thấy, để đáp ứng về mức độ an toàn cũng như khả năng miễn dịch tốt nhất, thì dù có tiêm vaccine cùng loại với hai loại ban đầu hoặc khác loại đều có hiệu quả tốt trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch ở 28 ngày sau tiêm. Mũi thứ 3 này cũng giống như mũi thứ 2, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ đạt ở mức cao nhất sau 2 tuần sau khi tiêm. Thứ 6. Lưu ý tác dụng phụ khi tiêm mũi tăng cường. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm mũi thứ 3 là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình. Một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau cơ và khớp. Có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như phản ứng phản vệ, dị ứng. Do vậy, các cơ sở tiêm chủng họ sẽ chuẩn bị sẵn các phương tiện phòng chống sốc. 7. Hiệu quả khi tiêm vaccine mũi thứ 3 thế nào? Một nghiên cứu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh được công bố gần đây cho thấy rằng 2 tuần sau khi tiêm liều tăng cường của Pfizer, khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là 93,1% ở những người đã tiêm vaccine AstraZeneca trước đó và 94% đối với Pfizer. Dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện hay tử vong sau mũi thứ 3, giáo sư Wei Shen Lim thuộc Ủy ban hỗ trợ thuộc Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch Anh cho rằng tỷ lệ khả năng bảo vệ có thể còn cao hơn 93%. Tuy nhiên, những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần lo lắng. Nếu không thấy tác dụng phụ thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả, mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Bao lâu sau tiêm mũi 3, cơ thể bạn kích hoạt khả năng miễn dịch? Với hai mũi đầu tiên của vaccine COVID-19, phải mất tới 14 ngày để các mũi tiêm này tăng cường khả năng miễn dịch. Nhưng với mũi thứ 3, tiến sĩ Kieran Moss, giám đốc y tế của Sở Y tế Ontario tại Canada cho biết, khả năng miễn dịch chống lại COVID-19 thường tăng sớm hơn. Chúng tôi biết với mũi thứ 3,
trong vòng 5 đến 7 ngày, bạn đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sản xuất kháng thể và các tế bào bộ nhớ của bạn được kích hoạt lại để chống lại COVID-19. Và thật tốt khi chỉ rất nhanh, trong vòng 5 đến 7 ngày sau mũi thứ 3, bạn đã có mức bảo vệ tốt, trở lại mức bảo vệ cao chống lại COVID-19, ông nhấn mạnh. Người phát ngôn của Bộ Y tế Canada, cố vấn cao cấp Tamin Rabiel cho biết, vì mũi thứ 3 kích thích phản ứng với vaccine đã được cung cấp, nên nó có hiệu lực sớm hơn so với hai mũi đầu tiên, sớm hơn khoảng từ 10 ngày đến 12 ngày. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng phản ứng ở mỗi người sẽ có phần khác nhau. Vì vậy, 14 ngày vẫn là khoảng thời gian tốt nhất sau mũi thứ 3. Mũi thứ 3 có chống lại bệnh nghiêm trọng không? Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, các nhà khoa học cho biết việc tiêm chủng đầy đủ và sau đó tiêm mũi thứ 3 vaccine mRNA sẽ giúp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng vaccine sẽ không thể bảo vệ tất cả mọi người khỏi nhiễm COVID-19 có triệu chứng. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và cách ly y tế nếu bị bệnh, ngay cả khi đã tiêm đủ mũi thứ 3. Sau mũi tiêm thứ 3, chiến lược chống dịch sẽ như thế nào? Theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế, sau khi bao phủ đủ mũi vaccine COVID-19 liều cơ bản cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, các địa phương bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine nhắc lại mũi 3. Hiện thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã dự kiến hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vaccine COVID-19 trước Tết Nguyên đán 2022. Theo các nghiên cứu quốc tế, mũi tiêm nhắc lại, tiêm mũi 3 nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên để chống lại virus SARS-CoV-2. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, theo các nhà sản xuất vaccine COVID-19, hiệu quả của vaccine đạt từ 70% đến 90%. Đặc biệt, nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ 4 đến 6 tháng. Vì vậy, người dân cần phải tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng. Đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau 28 ngày. Việc tiêm mũi 4, 5, 6 còn tùy theo tình hình dịch cũng như vấn đề cung ứng vaccine. Ví dụ như bệnh cúm đã có vaccine hàng năm. Để phòng chống dịch với sự xuất hiện của biến thể Omicron trên thế giới, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên với thời gian tính từ mũi cuối cùng của liều tiêm cơ bản là 3 tháng. Theo đó, sau khi bao phủ đủ mũi vaccine liều cơ bản cho các đối tượng từ 18 tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai tiêm mũi nhắc lại. Theo văn bản số 10722/BIT/DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế, những người mắc COVID-19 khi hồi phục hoặc hết thời hạn cách ly vẫn cần tiêm mũi nhắc lại và tiêm sau mũi tiêm thứ 2 3 tháng, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu nêu cụ thể. Thống kê mới nhất đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã thực hiện tiêm tổng số 161.277.807 liều vaccine COVID-19. Trong đó, tiêm mũi 1 là 78.279.624 liều, tiêm mũi 2 là 71.161.335 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala là 11.824.848 liều. Cũng theo ông Phu, hiện nay một số nơi vẫn còn có ca tử vong do COVID-19 bởi vì người mắc bệnh nền, chưa tiêm vaccine hoặc có địa phương không khống chế được dịch để số mắc quá cao. Đặc biệt, biến thể Omicron đã lây lan nhanh và sau vài tuần đã được phát hiện tại khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự lây lan của chủng virus này và xếp vào chủng đáng quan ngại. Sự lây lan nhanh của virus sẽ khiến cho nhiều người mắc bệnh dẫn đến quá tải hệ thống y tế. Người nhiễm không được can thiệp kịp thời và bị chuyển nặng và tử vong. Chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thông điệp chống dịch là 5K và vaccine. Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu giải pháp chống dịch trong tình hình mới. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu khẳng định, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng mức cảnh báo để không bị động bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ 4 tại chỗ, tăng cường năng lực cho y tế cơ sở để tiếp cận F0, tránh quá tải hệ thống y tế. Đặc biệt, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, khuyến cáo không tụ tập đông người, thực hiện 5K, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.